chính luôn. Ủa gì đó? Bỏ mấy bạn thôi. Thôi bây giờ cả ba đứa đều hở eo hết nha. Anh cũng hở rồi. À đi. Thôi bây giờ anh bé lên giùm em đây. Bé lên cho đi. Thôi bé lên. Dư quá cho nên không dám hở. Hôm nay sáng em làm tóc xong rồi tung hô rèn một cái. Bây giờ em đang rất sợ là không biết hở ra là sẽ như thế nào. Không phải chương trình thế này mà coi làm gì. Trời ơi. Để coi em có lại các bạn không. Để coi có sáng tạo không chứ. One minute later. Chương trình em có gì để coi chứ. What? Chán. Giám khảo chán, mời chán. Đó vô liền. Tại người ta thắc mắc ủa chương trình gì mà phải nói như vậy. Thì vô ta coi. Chúc cho Bùi mà giới thiệu em ra đó các em nhìn nè. Để làm gì? Có mặt để làm gì? Đợi em đi. Không phải em đi. Ủa? Ngược lại hả? Bên đây sẽ thay đổi ngược lại á. Đâu có được em. Không mẹ ơi. Vậy thì anh nên nhận thêm một cái đầu lương MC nữa. Không, nhưng mà vậy em phải là nhận thêm một đầu lương MC nữa. Đúng không? Thì bây giờ em mới ra phải thể hiện nè. Game on. Chương trình này là chương trình thực tế nha mọi người. Không có dàn xếp gì hết trơn nha. Em ơi, kịch bản ở đâu rồi? Mọi người bị vậy em. Đa số là vậy em. Là mọi người có duyên đến nghề chứ đúng không? Đúng rồi. Đa số là mọi người sẽ dành năng lượng cho khi mà diễn này kia thôi. Chứ còn bình thường là mọi người ít. Đẹp quá à. Dựng một cái sự. Ok rồi, tất cả những vậy. Chương trình đầu tư quá. Chạy một lần ngon. Vậy đó mà trả lương cho diễn viên không được vậy. Rồi, tất cả những vậy. Rồi, Châu sẽ bắt đầu nha. Để cùng chào đón họ. Rồi, chuẩn bị nha. Mười hô là nhạc lên ánh sáng quét là tắt ra làm hai nha. Rồi, chuẩn bị cùng hô nha. Hai cô gái qua đây đi để cho nhau 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 nhau. Ờ, khả năng chỉ có vậy thôi. Bé không được đó. Hai đứa mình phải lên đây tấu hài một lớp nửa tiếng đồng hồ. Đúng rồi. Hôm nay đi đây. Con đi chùa. Tấu hài rồi kìa. Béo đâu? Đi đâu đây? Hôm nay BB rất vui khi được tham gia chương trình KOC. Và sau đây là một ngày làm việc của BB. BB hiện đang có mặt tại phim trường KOC. Đâu mà buồn ngủ thì đâu mà mệt luôn, rất là khỏe luôn. Ok. Hôm nay là không hề. Vừa chưa. Nói thật là đến ngày hôm nay thì cũng đã đi được hơn nửa chặng đường với cả KOC Việt Nam rồi. Và nhìn cái tinh thần của mọi người thì mình thấy rất là vui. Tại vì không ngờ rằng là mùa đầu tiên mà Châu cảm giác nhá là thành công. Cái nhịp độ rồi tất cả mọi người với nhau hòa hợp và Châu thấy rất là vui.